thông số kỹ thuật xe hybrid mới nhằm mục đích tạo ra điểm tuyệt vời giữa các tính năng, kiểu dáng và giá trị. Mẫu crossover SUV RAV4 của Toyota đang kỷ niệm 25 năm kể từ khi ra mắt lần đầu tiên tại Bắc Mỹ vào năm 1996 với bản cập nhật bánh giữa cho mẫu xe thế hệ thứ 5 hiện tại. Thật thú vị! Các bản sửa đổi cho năm mô hình 2022 bao gồm thiết kế cập nhật các tính năng mới và thông số kỹ thuật xe hybrid mới nhằm mục đích tạo ra điểm hợp lý giữa các tính năng, phong cách và giá trị. Thông số kỹ thuật xe hybrid mới trượt ngay bên dưới SSE Hybrid vẫn giữ lại bánh xe tối màu và viền cảm thể thao nhưng với bộ tính năng bảo thủ hơn và giá thấp hơn một chút. Các trang trí mới giảm xuống với màu sơn ngoại thất đơn điệu, ghế bọc vải và màn hình cảm ứng 7 inch. Ghế và vô lăng có sưởi là tùy chọn trong gói thời tiết. Trong khi gói tiện lợi nâng cấp lên màn hình cảm ứng 9 inch, mang đến cửa sổ trời và cửa sổ chỉnh điện trực tuyến. Dòng sản phẩm Toyota RAV4 2022 bao gồm thông số kỹ thuật xe hybrid mới năm mô hình 2022 cũng mang lại nhiều nâng cấp về hình ảnh cho nhiều loại RAV4 và RAV4 hybrid khác. Có một tùy chọn sơn màu xanh Cavalry Blue mới cho xe hybrid và Tiada Off-Road cũng như RAV4 SSE phối màu với mái nhà màu đen tương phản. Màu sắc và thiết kế bánh xe mới cũng có thể được tìm thấy trong toàn bộ dòng sản phẩm. Ở phía trước có đèn pha mới cho các mô hình XLE trở lên. Đèn sương mù LED xuất hiện trên các mô hình XLE Premium, Limited Adventure và Tiada Off-Road trong khi SSE Hybrid kế thừa các chữ ký LED dọc từ SSE Prime Plug-in Hybrid. Bên trong, bạn sẽ tìm thấy hộp đựng găng tay có khóa và đèn nội thất LED trên tất cả các cấp 2022 và công tắc nội thất được chiếu sáng cho XLE trở lên. Cuối cùng, RAV4 Limited có ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng. Các sửa đổi là tinh tế, nhưng Toyota có sở trường để không làm rối tung công thức chiến thắng. Nhà sản xuất ô tô tự hào trong một phát hành hôm thứ Sáu, bây giờ đã ở thế hệ thứ 5, Toyota RAV4 vẫn dẫn đầu trong phân loại kích thước. Và nó cũng là xe chở khách bán chạy nhất của Mỹ trong 4 năm qua. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!